Hello mọi người, lại là mình Sò đây. Hello, hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn nghe những cái cách làm sao mà mình có thể vẽ được màu nước ở trên những cái quyển sổ này. Mình thấy là nhiều bạn comment là trời ơi, tại vì họ toàn là đại thần thôi hà, cho nên là họ mới có thể vẽ được màu nước ở trên mấy cái sổ này, chứ mình người thường mình vẽ chưa tới thì làm sao mà mình có thể vẽ màu nước được trên giấy này. Trời ơi, chắc là hãng BA hoặc là hãng thay đổi chất giấy, cho nên là mấy cái artist mà được gửi sổ mới có thể vẽ lên được, chứ làm sao mà tôi vẽ lên được. Tôi có sổ này xong rồi tôi vẽ lên màu nước mà nó đâu có được đâu, vẽ toàn bị bỡ bị bột giấy không à. Vậy thì tại sao mình lại có thể vẽ được? Không phải là tự nhiên mà vẽ được đâu, phải có những cái tip, phải có những cái lưu ý, những cái kinh nghiệm để mà mình có thể vẽ trên giấy vẽ màu nước. Nói là chỉ có những người mà vẽ VIP Pro rồi á thì mới vẽ được như vậy thôi thì cũng không đúng lắm, tại vì cơ bản á là giấy nào thì nó cũng như giấy nấy thôi, nhưng mà dĩ nhiên chắc chắn là phải có một cái gì đó khiến cho họ vẽ được mà bạn không vẽ được rồi, đúng không? Vậy thì mình cũng là một người đã vẽ màu nước ở trên sổ sketch của nhà ông mặt bự. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những tip làm sao để mình có thể vẽ được màu nước ở trên sổ giấy này nha. Ok, let's go. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu được một điều là khác với lại gouache và marker thì màu nước nó khá là nguy hiểm. Tại vì sao? Chủ yếu của nó sẽ là đắp lớp và nó khá là dày màu, nó sẽ không làm bở giấy và cũng như là nó rất là ít sử dụng nước luôn. Chủ yếu là nó sẽ thấm cồn vào trong bề mặt giấy, và sau khi mà cồn nó bay hơi hết rồi thì giấy của chúng ta sẽ khô trở lại và không còn gì nữa. Có thể là nó sẽ thấm qua bên kia bề mặt giấy nhưng mà nó cũng không có làm cho giấy của mình nó bị bở ra. Vậy thì còn màu nước thì sao? Màu nước sử dụng rất nhiều nước. Trên cái cơ bản màu nước thì cần phải có nước, đúng không? Cho nên là nó sẽ cần rất nhiều nước, và nước này thì cũng khó bay hơi hơn là cồn nữa. Cái việc chờ đợi nó bay hơi xong rồi thì các bạn có thể là một số bạn không kiên nhẫn chẳng hạn, và cũng như là một số lỗi khác thì sẽ khiến cho các bạn bị rách giấy và cũng như là bị bục giấy khi mà các bạn tô màu nước ở trên những cái sổ sketch này, khá là nguy hiểm đúng không? Nhưng mà tại sao mình vẽ được? Thì có một số những cái điều lưu ý khi mà các bạn vẽ màu nước trên giấy, giấy nào cũng vậy, các bạn nên check trước cho mình những cái phần này để xem nó có vẽ được màu nước hay không nha. Đầu tiên thì chất lượng giấy. Về cơ bản nha, mình chưa vẽ màu nước trên những cái loại giấy nào mà nó thấp hơn 125 GSM. Có nghĩa là chỉ cần giấy trong cái khoảng tầm mức là 125 GSM trở lên thì các bạn đã có thể vẽ màu nước trên giấy đó rồi. Với cái định lượng của sổ giấy là 170 GSM, có thể nói với các bạn là nó có thể vẽ màu nước. Và bên cạnh đó thì cái bề mặt giấy của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng giấy và cũng như cái khả năng vẽ màu nước ở trên giấy rất là nhiều. Ví dụ như là các bạn sử dụng một tờ giấy của một cái quyển sổ sketchbook nào đó bình thường đi, và khi mà các bạn sờ vào các bạn cảm thấy là có thể sờ được từng cái sớ gỗ, từng cái sớ cellulose của tờ giấy luôn các bạn, thì cái loại giấy đó nó rất là khó cho các bạn trong cái việc mà chúng ta có thể vẽ màu nước ở trên đó. Tiếp theo đó thì chúng ta cần phải hạn chế bôi tẩy xóa trên những cái loại giấy mà mình cảm thấy là hờ mông lung như một trò đùa và cảm thấy là không có tự tin lắm khi mình vẽ màu nước trên những cái loại giấy này á. Thì cái việc đầu tiên mà các bạn làm đó chính là mình hạn chế bôi tẩy xóa ha. Và làm như thế nào để cho chúng mình có thể hạn chế bôi tẩy xóa thì mình đã chia sẻ cho các bạn 5 tip để mà chúng ta hạn chế bôi tẩy xóa ở trong video trước rồi. Và nếu như mà bạn nào có thắc mắc thì các bạn có thể back lại video trước và xem nha. Tiếp theo, với những cái dòng giấy sketch như ở đây thì mình sẽ có giấy sketch đến từ nhà ông mặt bự đúng không? Chúng ta cần phải lựa chọn phương thức lên màu, đó chính là mình sẽ hạn chế, thậm chí mình không nên bồi giấy. Bồi giấy có nghĩa là các bạn apply một cái lớp nước lên trên cái tờ giấy đó và lớp nước nó sẽ là thấm đẫm luôn các bạn. Thì chúng ta không nên làm điều này đối với những cái dòng giấy sổ sketch. Với mình đó nha, mình hoàn toàn không vẽ wet on wet trên cái dòng sổ này luôn. Tại vì sao? Tại vì nó không có quá là dày để các bạn có thể làm được cái kỹ thuật này. Cho nên là an toàn nhất các bạn hãy vẽ dry on wet. Và sau đó thì các bạn có thể nhấn nhá một xíu trong cái quá trình mình vẽ nha các bạn. Và khi mà các bạn tô dry on wet thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Và tiếp theo đó thì là một cái điểm rất là cơ bản thôi, một cái điểm mà lần nào mình cũng nhắc đi nhắc lại các bạn, chính là hãy để cho giấy của mình khô, rồi sau đó mình muốn làm gì thì làm, có nghĩa là apply một lớp nữa lên, rồi sau đó thì hãy để cho nó khô đi, rồi sau đó thì muốn làm gì đó thì làm. Như vậy thì các bạn sẽ đắp được nhiều lớp hơn và cũng như là các bạn sẽ có thể tỉa được nhiều chi tiết hơn trên những cái dòng giấy này.
Cái điều cuối cùng này chính là cái kinh nghiệm khi mà mình vẽ. Đã quá là quen thuộc với những bạn vẽ bằng nước lâu năm và cũng như là những cái bạn vẽ bằng nước đã thuần thục rồi á, thì các bạn sẽ biết là bỏ bao nhiêu nước, khi nào giấy khô, rồi khi nào mình có thể đắp lớp thêm, hoặc là cái đắp lớp này nó có ảnh hưởng đến giấy hay không. Bây giờ mình thêm nước thêm màu thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến giấy, hoặc là ảnh hưởng như thế nào lên trên tranh. Thì đó là cái kinh nghiệm mà mình đã vẽ và đã sử dụng màu nước nhiều lần thì mình sẽ tự biết cái điều đó. Thật ra là cái điều này nó cũng khá là nhỏ thôi, bởi vì những cái kinh nghiệm mà mình vẽ như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở những cái tip ở phía trên rồi, đúng không? Thì còn lại là ở các bạn phải luyện tập vẽ nhiều, các bạn phải thử trên nhiều chất liệu giấy, nhiều chất liệu màu vẽ khác nhau, thì các bạn sẽ có cho mình những cái kiến thức và cũng như là những cái kinh nghiệm để mình có thể apply, và khi mà mình vẽ trên những cái chất liệu khác thì mình sẽ vẽ tốt hơn, đúng không? Thì đó là cái cách làm sao để mình có thể mình vẽ màu nước ở trên những cái quyển sổ sketch. Mặc dù các bạn vẽ không được, bạn bảo là lừa, trời ơi, làm sao mà vẽ được, trời tôi vẽ không được. Nhưng mà rất nhiều bạn khác, những bạn đã quen sử dụng màu nước thì các bạn lại vẽ được. Thì tại sao, đúng không? Chúng ta phải đặt câu hỏi. Và khi mà các bạn đặt câu hỏi thì đã có mình ở đây và video này trả lời cho các bạn tại sao họ có thể vẽ màu nước trên sổ sketch, đúng không? Video của mình sẽ đến đây thôi và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Rất là mong video này sẽ giúp cho các bạn cảm thấy hữu ích hơn và các bạn có thể tô được màu nước trên giấy sketch nha. Ok, bye bye.